Có gái, có gái nhắn tin cho mình. Nghe thử nhá. Anh solo với em đi. Nếu ai thua thì phải tỏ tình nha. Ui giời ơi, anh solo với em đi. Nếu ai thua thì tỏ tình nha. Ui, chốt luôn này. Em đây rất thích đồng hồ. Em thích đồng hồ, đồng hồ thì anh lại tặng cho em đồng hồ. Thích luôn cả việc làm bồ của anh. Ui giời ơi. Sướng quá các bạn ạ, chết thật rồi. A few moments later. Xem là Hồng tỏ tình ra sao, nói như thế nào. Anh chưa hay quá. Anh gửi cao thủ làm yêu em nha. Oh, every time I see you. Anh đồng ý. Chẳng chờ gì trong ấy em đây. Chẳng chờ gì vợ ấy anh đây. Ôi dồi ôi, làng nước ơi, các bạn biết gì chưa? Có gái nhắn tin cho mình. Xin chào tất cả các bạn, như thường lệ thì ngày nào mình cũng vào check tin nhắn chờ. Và ngày hôm nay mình check tin nhắn chờ, mình thấy có một bạn nữ với avatar rất xinh đẹp có nhắn tin cho mình, nhưng mà bạn này không có chat chit như những người khác, mà bạn này gửi cho mình một đoạn ghi âm. Trời ơi, mình chưa nghe thử là gì các bạn ạ. Nhưng mà mình cũng đang cảm thấy rất tò mò, vậy nên là mình ấn quay luôn clip nha, để thử xem bạn này gửi cho mình đoạn ghi âm là gì. Nào, nghe thử nhá. Anh solo với em đi. Nếu ai thua thì phải tỏ tình nha. Ui giời ơi, anh solo với em đi. Nếu ai thua thì tỏ tình nha. Ui, và con tim như đã vui trở lại. Ui, thật sự luôn, lần đầu tiên mình thấy có một bạn ghi âm cho mình luôn từ đầu ấy các bạn ạ. Chứ không có chat như những người khác đâu nha mọi người, nghe lại. Anh solo với em đi. Nếu ai thua thì phải tỏ tình nha. Ôi, nghe cái giọng này là giọng của miền trong đấy các bạn. Nghe rất ngọt luôn, ngọt xớt luôn. Cái này thì chốt đơn luôn chứ còn gì nữa. Úi. Ôi, kiểu dùn quá. Kèo này anh nhận luôn. Hy vọng rằng bạn này online. Úi, kèo này anh nhận luôn. Ui, nghe giọng, ui, nghe giọng gọi là quá hay luôn các bạn ạ. Đây, bạn ấy xem rồi, bạn ấy xem tin nhắn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ xem. Từ từ nhá. Em thích kèo solo con gì nào. Đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Ai thua thì phải tỏ tình. Mình đang muốn bạn ấy tỏ tình mình thì mình phải được giành chiến thắng luôn các bạn. Mình phải giành được chiến thắng. Để xem là bạn nữ này thích solo kèo con gì nha các bạn. Ui, mình thật sự là mình không thể kìm chế được nữa rồi. Các bạn không biết là cảm xúc của mình đâu. Cái series ui, bạn ấy gửi cho mình một đoạn này. Tiếp tục là một đoạn nữa, một đoạn ghi âm nữa này. Đấy, chứ không phải là chat như những người bình như những người khác đâu nhá. Nghe thử xem. Dạ vậy kéo rét nha anh. Cái gì, kéo kéo đi. Dạ vậy kéo rét nha anh. Kéo ve rét nhỉ anh. Kéo ve rét nha mọi người nhá. Kéo ve rét. Kèo Veret thì mình cũng cất được luôn các bạn ạ. Kèo Veret. Vậy chờ anh lập phòng nhé. Ôi trời đất ơi các bạn ơi, cái kèo này mà không nhận thì là nhận kèo nào nữa. Kèo 100k, 200k một mạng bây giờ ấy, thật sự là đối với mình là mình cũng không tha thiết gì bằng những cái kèo như thế này đâu. Ok nhá, bây giờ các bạn chờ mình một chút nha, để mình vào game nha, mình lập ID phòng. Rồi, ID phòng đây rồi. ID 213 193. Ok, đó. Bây giờ chờ em vào nhé. Mình thấy là em đã xem rồi, bây giờ cứ ngồi chờ thôi. Ngồi chờ em mới vào, sau đó mình sẽ làm kèo với bạn nữ này. Cố gắng, cố gắng, cố gắng. Cơ hội thoát ế là đây chứ đâu. Cố gắng, quyết tâm, quyết tâm. Đây rồi, cái kèo đối đầu mà mình mong chờ nhất đây rồi. Bây giờ chờ đợi bạn ấy vào thôi. Đó, ôi dồi, quả avatar không lệch được đi đâu. Trước tiên là mình sẽ giao kèo luôn ở đây nhá. Kèo 5 mạng nhé. Và đặc biệt khi mà chơi với một bạn nữ xinh đẹp như thế này thì chắc chắn mình sẽ phải chấp bạn ấy rồi. Anh chấp em ăn máu đó. Như thế này có được tính là dại gái không các bạn ơi?
Nói chung là nếu như mà solo cùng với các bạn nam thì mình sẽ không chấp ăn máu đâu. Nhưng mà khi solo với bạn nữ như thế này thì mình sẽ chấp ăn máu để xem phản ứng của bạn ấy ra sao. Để xem nào. Dạ, ôi rồi, ok, bắt đầu luôn. Kèo đối đầu Veret. Như lúc đầu thì bạn ấy cũng mong muốn ngày hôm nay thì mình sẽ quẩy Veret trong bộ trang phục kimono. Đây là bộ trang phục đến từ đất nước Nhật Bản. Nói chung là kèo Veret thì hình như là mình chưa solo phát nào các bạn ạ. Từ trước tới nay mình làm kèo solo là chưa có kèo đối đầu Veret nào luôn. Đấy, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Đây nhá, để mình chỉ các bạn cách thả thính này. Trước tiên là chúng ta sẽ cần phải hỏi tên trước đã. Em tên gì thế nhỉ? Đó, mặc dù Facebook của bạn ấy có để tên nhưng mà cũng chưa chắc chắn được bạn ấy tên là Hồng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là bạn ấy chat bạn ấy tên là gì. Em tên Hồng ạ. Đó, cách thả thính bằng tên thì rất đơn giản thôi. Hồng à. Các bạn nghe nhé, Hồng à. Em là màu sắc của cuộc đời anh. Trời ơi, nó là hợp lý các bạn ạ. Hồng à, em là màu sắc của cuộc đời anh. Cái này như thế này không đổ mới là lạ. Ok, run quá. Chat thôi mình cũng đang cảm thấy rất run rồi. Để xem bạn ấy phản ứng ra sao sau khi cái câu thả thính đầu tiên của mình đã được chat tất cả. Farm một chút chứ không là mình bị thọt mất các bạn ạ. Mãi thả thính quá mà không farm là thọt ngay. Chưa thấy Hồng phản ứng gì cả. Anh thả thính hay thế. Rồi, anh thả thính à? Bây giờ thì mình sẽ chat tiếp nhá. Bao nhiêu cân thính cho vừa? Đó, nó phải liên quan tới nhau các bạn ạ. Bao nhiêu cân thính cho vừa? Bao nhiêu cân bả mới lừa được em? Trời ơi, này thì gục ngã luôn chứ còn gì nữa. Bao nhiêu cân thính cho vừa? Bao nhiêu cân bả mới lừa được em? Thật ra thì văn chương lai láng của mình nó đầy hai háng luôn nha mọi người. Đó, cái tầm này gục ngã luôn chứ. Nhưng mà hiện tại thì chưa thấy Hồng chat gì cả. Chắc là Hồng đang tập trung vào quẩy. Nếu như mà Hồng tập trung vào quẩy thì mình cũng quẩy hết mình luôn. Hi hi. Chỉ chat hi hi thôi chắc là sướng. Cũng cười rất là tươi. Ok, bây giờ thì tập trung vào trận đấu cho mọi người nha. Chỉ còn chat sức nãy giờ rồi. Để trao đổi chiêu thức một chút đã. Để xem là bên kia tính ra thì Veret, bạn ấy, bạn Hồng chơi cũng khá tốt đấy. Nhưng mà bạn ấy đang bị lỗ máu. Ui giời, bạn ấy ăn máu rồi. Mình thì mình cũng đã chấp bạn ấy ăn máu nhá. Lúc đầu giao kèo là mình chấp bạn ấy ăn máu. Thế mình cũng không có gì là để mà thắc mắc. Nhưng mà chắc chắn là mình kiếm cái mạng. Đây rồi, nhưng mà vừa xong hơi bị mù mắt. Chạy đi đâu? Hồng là của mình, chiến công đầu. Hồng ơi, Hồng ơi. Một mạng đầu tiên. Thế là mình đã có được một mạng của Hồng rồi. Hích. Ấy. Thôi nào anh thương. Trời ơi, chưa gì mới ăn được một mạng thôi. Mình không dám đẩy lính nhanh các bạn ạ. Bây giờ mình mới đẩy lính thôi, chứ còn nếu như mình đẩy lính luôn từ đầu chỉ sợ là lính nó lên nó bắn phá nát cái trụ. Đấy, Hồng lên rồi đây này. Vừa sau là mình cũng không về hồi máu nha mọi người nhá. Thật ra thì mình vẫn được phép ăn cục máu. Nếu như mà Hồng nằm xuống thì mình được phép ăn cục máu. Còn ngoài ra mình cũng được biến về chạy về nếu như mà Hồng nằm xuống. Còn bây giờ cố gắng làm sao kiếm cái mạng thứ hai. Cố gắng cái kèo đối đầu này mình kết thúc càng sớm càng tốt. Bởi vì lý do là mình cũng đang rất mong chờ. Ai mà thắng thì sẽ được tỏ tình, có nghĩa là được đối phương tỏ tình đấy các bạn. Chiêu cuối của mình có đây rồi nha. Căn này, chiêu cuối thẳng mặt luôn. Ý giời ơi, trúng rồi chứ còn gì nữa. Quay tay thần trưởng, tích cực quay tay, vận may sẽ đến. Trời ơi, mình còn chút máu. Ui giời ơi, đen thế. Nhỏ dã man các bạn ạ, à, Hồng còn đúng chấm máu kìa. Không chiếm được lấy Hồng luôn. Phí quá, đáng tiếc quá, một đều rồi. Thật sự đây là một trận đấu quá cân bằng và căng thẳng nha. Đau lòng quá. Thôi thì làm lại, thôi keo này tới bày keo khác, làm lại thôi. Em đây rất thích đồng hồ. Em thích đồng hồ thì anh lại tặng cho em đồng hồ. Nếu như mà muốn món quà làm quen, em đây rất thích đồng hồ. Thích luôn cả việc làm bồ của anh, úi trời ơi. Sướng quá các bạn ạ, chết thật rồi. Hiện tại thì mình không thể kìm chế được cảm xúc rồi các bạn ạ. Úi, thật sự là mình không thể kìm chế được cảm xúc, nghe thích thế. Nghe thôi đủ thích rồi, kể cả các bạn mà chơi với gái mà được thả thính như thế này lại không sướng đi. Đấy, mình hiện tại đang phấn khích quá. Nhưng mà thôi vẫn tập trung vào trận đấu nha. Vẫn phải quay trở lại với trận đấu này để kiếm cái bảng thứ hai. Ui, hai Veret và đặc biệt hai Veret trong cái bộ trang phục này xịn sò dã man các bạn ơi. Một long ly long mẫu, đây rồi mình lái máu hơn. Ôi rồi, Hồng ăn cục máu rồi, không sao nha. Vẫn khô máu tiếp, vẫn solo khô máu tiếp. Này đi, Hồng là của mình, Hồng ơi, quay tay, có mạng đây chứ đâu, 200 vàng tiếp này. Hai mạng, mình đã nhỉnh hơn rồi nha mọi người. Đấy, một cuộc giật đổi tỷ số nó rất là căng thẳng.
À các bạn ơi, các bạn đừng quên hiện tại đại lý của mình vẫn còn đang hoạt động. Các bạn để ý qua về tên của mình, các bạn cũng đã biết đấy đại lý của mình là cái gì rồi. Nếu như mà các bạn có nhu cầu, các bạn có thể ghé qua đại lý của mình để có thể ủng hộ nhé. Gặp vấn đề gì thì các bạn có thể nhắn tin qua fanpage Người Có Thủ Family. Đại lý của mình vẫn luôn hỗ trợ các bạn 24/24, vậy nên các bạn yên tâm nha. Các bạn cứ yên tâm. Ok, quay trở lại với trận đấu với Hồng. Hiện tại thì Hồng với mình lẫn là vẫn đang cân bằng so với lượng máu nha mọi người. Cứ có chiêu cuối là dùng thôi. Đấy, Hồng ơi, ui dồi, Hồng căng đét. Mà công nhận là hai Veret đối đầu với nhau là giao tranh liên tục, khô máu với nhau liên tục thế này. Quay xích, ui sởi ơi, quay xích là đều trúng hết nha mọi người nha. Quay xích được là sẽ được hồi máu. Đó, chiêu cuối, ui sởi, ba mạng, quá nhanh và quá nguy hiểm. Khiến cho Hồng không kịp trở tay. Hay là mình phải nhường một mạng cho Hồng nhỉ? Nhưng mà mình nghĩ là mình nhường cho Hồng ăn cục máu là được rồi. Sợ mình nhường nhiều quá là Hồng không thích đâu. Hồng có chat, anh đánh gắt quá. Ô, anh làm gì có đánh gắt. Anh có thể đánh gắt với cả thế giới nhưng mà không bao giờ gắt với em đâu nha. Hồng nha, anh không bao giờ gắt với em đâu. Vừa xong anh cũng chỉ là lỡ tay mà thôi. Đâu rồi, Hồng lên đây đi. Lên đây đi, để chúng ta cùng trao yêu thương, để nhận lại yêu thương. Đây ơi, lựa lựa cái gì, úi dồi, căng đét. Thôi thì tiếp tục là quay này, quay nè. Quay nè, trúng rồi, hồi được nhiều máu phết. Tiếp tục quay nhá, quay nè. Hồng vẫn chưa chịu về đâu, mình lại có ulti đây rồi. Hồng ơi, anh tới với em đây. Lên đây nào Hồng, đây rồi, tiếp tục quay. Quay tay tần trưởng, Hồng còn chút máu mà thôi. Ôi, Hồng lại bỏ mặc mình rồi, Hồng hình như là Hồng về mất rồi các bạn ạ. Hình như Hồng về hồi máu rồi, thôi thì cứ để cho Hồng về hồi máu nha. Các bạn muốn solo với mình thì các bạn có thể nhắn tin qua fanpage Người Có Thủ Family. Ở bên đấy thì mình vẫn dép tất cả các bạn và nhận kèo solo. Đấy, các bạn có thể đưa ra những cái kèo đối đầu làm sao cho nó vui vẻ, hợp lý là được nha. Ok, tiếp tục này. Bây giờ làm sao kiếm được mạng thứ tư, đây rồi, cơ hội đây rồi. Ui giời ơi, mỗi người còn chút máu, căng thẳng đến giây phút cuối cùng. Thịt luôn Hồng. Trời ơi, không thịt được kìa. Phí quá các bạn à, còn chút máu mà thôi, mình không cố được. Đây là cái bệnh dạy gái đó. Mình chấp Hồng ăn cục máu. Thế nên là cũng không thể trách Hồng được nha mọi người. Không được trách Hồng đâu. Hay quá em. Đấy, phải dành tặng cho Hồng một câu. Không thể trách Hồng được. Bởi vì lý do là mình cũng đã giao luật luôn từ đầu rồi mà. Ok, có trang bị thương khung kiếm. Đây là trang bị mình mong chờ từ đầu game đến giờ nha. Lên thành công rồi. Đối với trang bị thương khung kiếm này thì chắc có lẽ mình sẽ sử dụng trước, thay vì là trang bị hóa giải. Cách thì chúng ta chỉ cần ấn thay thế là được. Đấy, bây giờ mình cứ ấn sang thay thế cái trang bị thương khung kiếm đi. Solo với Hồng thì mình sẽ kích hoạt lên. Hồng đâu? Lên đây chiếm anh đi Hồng ơi. Hồng, đúng rồi, bây giờ kích hoạt thương khung kiếm. Sau đó mình sẽ đổi sang cái trang bị hóa giải nhá. Ok, kích hoạt hóa giải. Nhưng mà cảm giác mình vẫn đang bị lỗ máu hơn. Mình vẫn đang bị lỗ máu hơn. Hồng gắt quá rồi. Hồng ơi, đây rồi, hãy xem ta đây. Ây à. Ba đều. Ba đều rồi, không thể tin nổi. Mình cứ nghĩ là dễ tán. Mình cứ nghĩ là dễ tán Hồng mà ai ngờ Hồng tán không trượt phát nào. Ba đều luôn các bạn ạ, căng thẳng quá. Bây giờ mỗi bên chỉ cần bên nào ăn được trước hai mạng thôi là bên đấy sẽ giành chiến thắng. A hi hi, yêu anh quá. Hồng chắc là cảm thấy rất là sung sướng sau khi hạ gục được mình mạng thứ 3. Nhớ cho em lên TV nhé. Ok. Tất nhiên, nhưng mà vấn đề là cứ thắng được mình đã. Thật sự là bây giờ phải cứ thắng được anh đi đã. Ok, nào, farm tiếp đã. Có giáp thống khổ, ui, Hồng máu quá cơ. Hồng toàn lao thẳng vào mình thôi. Sốt ruột đến thế à. Thôi được rồi, thích thì mình cũng chiều. Ui, Hồng quay đau thật. Nhưng mà không sao nha, mình lại có ulti này. Lao thẳng vào Hồng này. Ui ôi, lao xịt mất rồi còn đâu mù mắt. Ui 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 ui, mình còn chút máu. Ui 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 ui. Ui ôi, bình tĩnh Hồng ơi. Bình tĩnh Hồng ơi. Ui trời ơi. Sao tương chuẩn. Mà thật ra thì Hồng mang bộc phá. Hồng mang bộc phá, mình mang tốc biến. Đấy là lý do tại sao vừa xong mình lại nằm xuống nhanh đến thế. Chết dở rồi, một mạng nữa tức là mình thua rồi. Bây giờ làm sao cố gắng làm sao được hai mạng cơ phải lật kèo được. Chín phút đồng hồ.
Phải công nhận khi mà hai Verret đối đầu với nhau, mình thấy cảm giác là phun đồ nhanh dã man. Hay là do mình đánh với Hồng cảm giác thời gian nó trôi nhanh thế nhở? Sẵn sàng tinh thần nha, chuẩn bị tinh thần. Mình phải dùng ulti thật là chuẩn vào trái tim Hồng. Ui, xịt mất rồi. Không sao, không sao, vẫn đang lãi máu hơn. Nào thì khô máu với Hồng này. Quay này, Hồng còn chút máu. Hồng đi đâu? Hồng đi đâu được Hồng ơi? À, chạy à? Chạy làm sao được? Chạy vào team mình này. Úi giời ơi, mạng thứ tư, 4 đều. Màn rượt đuổi tỷ số quá căng thẳng. Hồng vừa xong kích quạt chiêu cuối định bỏ chạy nhưng mà may là mình vẫn bắt được. Ok, hiện tại đang là 4 đều rồi nhá. Đây sẽ là giai đoạn là mình đang thừa rất nhiều vàng. Giai đoạn này sẽ là giai đoạn mình bán đổi đồ này mọi người này. Trong chế độ solo thì chúng ta cứ bán đổi đồ thôi, nếu như mà không giao kèo với nhau. Cả hai bên đều 4 mạng rồi, bây giờ sẽ là mạng cuối nha. Mạng cuối thường thường sẽ là khô máu. Và đối với mạng cuối này là mạng thứ 5, mình sẽ không chạy về đâu. Mình sẽ khô máu và không chạy về hồi máu đâu các bạn. Đấy, cứ soạn những cái trang bị cần thiết đã. Sau đó là mình sẽ bán đổi đồ. Bán đổi đồ sau. Ok, mạng cuối đây này. Căng thẳng, nó phải là căng thẳng phát này đây này. Hiếm những cái trận đấu mà căng kèo 4-4 như thế này. Ôi, Hồng máu thế nhở, Hồng toàn lao vào mình trước thôi. Mà Hồng đang có trang bị giáp hộ mệnh. Mình cần phải lấy được cái giáp hộ mệnh của Hồng. Mình nói là khô máu nhưng mà Hồng ăn cục máu thì thôi vẫn được nha các bạn. Bởi vì khô máu này là sẽ là khô máu không chạy về thôi. Chứ còn bạn ấy ăn cục máu vẫn được, không sao cả. Các bạn thấy mình khác không? Chơi với bạn nữ kèo kiểu khác mà chơi với các bạn nam kèo lại kiểu khác. Thực ra thì mình cũng không muốn phân biệt đâu các bạn, nhưng mà các bạn phải tạo điều kiện cho mình bởi vì mình cũng đang cần có người yêu. Ok, bây giờ sẽ bán trang bị hóa giải đi nhá, vừa xong mình kích hoạt rồi. Để lên trang bị khác. Đó. Lát nữa khi mà mình kích hoạt thương khung kiếm xong thì mình sẽ bán đi để lên cái trang bị giáp hộ mệnh là hợp lý. Đây rồi, kích hoạt thương khung kiếm lên thôi. Đấy, căn bản là solo với nhau, bán đi này, lên giáp hộ mệnh tầm này này. Ôi ôi, quá nhiều đồ để chơi luôn, quá nhiều đồ để chơi. Ui, quay cái gì mà quay? Quay vào trái tim mình hả Hồng ơi? Hồng còn chút máu này. Nhưng mà phải lấy được giáp bông mạnh nhá. Lấy được giáp bông mạnh của Hồng rồi. Nào Hồng ơi, cố lên Hồng. Mình còn giáp bông mạnh thế này. Nhưng mà Hồng lại lui về rồi. Bây giờ là khô máu, không về hồi máu đâu nha. Có cục máu thì Hồng ăn cục máu thì được. Các bạn đợi mình chút là mình sẽ hồi phun máu thôi mà. Mình lợi dụng là làm sao phun máu phát là mình sẽ lại bán cái trang bị phù chú trường sinh đi. Đó, bán đi. Để lên trang bị quả cầu băng xương đi. Giai đoạn này nếu như mà mình sử dụng quả cầu băng xương hợp lý là mình có thể out được một kỹ năng của Hồng chẳng hạn. Hồng ơi, đây này, Hồng lên đây này. Rồi, quả cầu băng xương. Thế là mình né được chiêu rồi đó. Hồng là mất cái nham thuẫn rồi. Và Hồng bây giờ cũng không còn giáp hộ mệnh. Mình nhiều đồ hơn. Mạng thứ 5 ngay trước mặt. Hồng là của mình. Hồng ơi, ui dồi, căng thẳng quá. Ui dồi, rồi, 5 mạng, vất vả ghê. Tí nữa thì mình cũng vẹo, tí nữa thì mất giáp hộ mệnh. Xong nhé em, xong thôi, xong rồi chứ cần gì nữa. Một kèo đối đầu tính ra là cũng tát hết cả mồ hôi hột các bạn ạ, à. Căng thẳng quá. Ok, 5 mạng rồi nha, 5-4. Một cái tỷ số rượt đuổi khá là căng thẳng. Bây giờ thì mình sẽ ra để xem là Hồng trả kèo ra sao. Nhưng mà lúc đầu phải công nhận là Hồng có một giọng nói hay dã man các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thử ra xem Hồng trả kèo như thế nào nha. Ok. Đây rồi các bạn ơi, trả kèo rồi. Thời khắc mà quan trọng nhất mình đang mong chờ nhất từ trước tới nay đây các bạn. Một đoạn hội thoại, hay còn được gọi là một đoạn ghi âm. Bây giờ thì mình sẽ nghe, các bạn cùng nghe với mình nha. Xem là Hồng tỏ tình ra sao, nói như thế nào. Anh chơi hay quá. Anh đổi cao thủ làm người yêu nha. Oh, every time I see you. Trời ơi, nghe lại đi các bạn. Ui, lần đầu tiên mình được nghe luôn ý các bạn ạ. À. Được một bạn nữ tỏ tình luôn đó. Anh chơi hay quá. Anh đổi cao thủ làm người yêu nha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Ôi trời, anh đồng ý. Anh đồng ý.
chẳng chờ gì chồng ơi anh đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, lời tuyệt vời nào hơn hoa.